gì ơi nói nhỏ mà nghe này. Mẹ rằng rồi thương ai phải tỏ bày. Nợ thích anh em phải có cho độ. Em chẳng sợ tương lai mình có khổ. Chỉ cần anh cùng em đi qua ngàn bão tố. Con sống tình lên đền và nhấp nhô. Về quê em yên bình không xô bộ. Mệt mỏi lo toan anh vứt lại thành phố. Nơi yên bình vẫn là đất miền Tây. Nhà em đủ ấm để anh không bỡ ngỡ. Vừa đủ nồng để là khách bơ vơ. Nên anh ơi nên... Và chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ 5 căn nhà phố đẹp ngang 5 sâu 14m, mặt tiền đường tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 15 quận Gò Vấp nha. Bộ 5 nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán với diện tích ngang 5 sâu 14m rất là đẹp nha anh chị. Và thiết kế một trệt một lửng 4 lầu, có tới 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, một phòng thờ, một khoảng sân thượng cực kỳ rộng rãi luôn. Nhà hướng Tây Nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đang được giao bán với giá là 7 tỷ 950 triệu, giá vẫn còn thương lượng nha. Một bộ 5 nhà đẹp cực kỳ là cao cấp, rất là đẳng cấp nha anh chị. Và đây là góc máy 1 chấm này, góc máy gần. Đây, mặt tiền rất là đồ sộ, ngang 5, sâu tới 14m. Trang trí theo phong cách tân cổ điển, rất là đẹp. Sẽ có lớp cổng sắt CNC và một bộ cửa nhôm xi pha. Bây giờ ngang 5, giá rẻ rất là hiếm nha. Đường trước nhà rộng phải tới tầm 10m, lòng đường tầm 7m. Chúng ta có mỗi bên có vỉa hè tầm 1m rưỡi nha. Con đường thông và được trồng cây lộc vừng rất là xanh mát luôn. Con đường thông được trồng cây lộc vừng cực kỳ đẹp. Nhà mình thì đối diện với sân bóng, rất là thoáng nha anh chị. Cũng như là một quán cà phê câu lạc bộ bia ở đây. Căn nhà có mặt tiền đường thông, kinh doanh buôn bán, làm văn phòng công ty thì rất đẹp. Mặt tiền đường này cây cối xanh mát và rất là thoáng cho chị nào đang có nhu cầu để kinh doanh. Giá bán nhà mình chỉ có 7 tỷ 950 triệu thôi. Căn nhà rất là tuyệt vời nha anh chị. Đối diện là câu lạc bộ bia và một quán cà phê. Đây, sân bóng đá ở đây rất là tuyệt nha. Thì chúng ta có một sân vận động đối diện nhà cực kỳ là mát nha anh chị. Căn nhà mặt tiền đường tới 10m, kinh doanh buôn bán rất đẹp luôn. Con đường thông hướng Tây Nam nha. Ta có thể kinh doanh buôn bán đa ngành nghề ở đây. Khu nhà thì rất là cao cấp, toàn bộ là nhà phố ngang 5 và bán hết rồi, chỉ còn một căn duy nhất thôi. Giá bán là 7 tỷ 950 triệu nha. Chỉ còn một căn duy nhất thôi. Ngang 5 sâu 14m, nhà thì rất đẹp, rất là đẳng cấp luôn. Có trồng lộc vườn trước nhà cực kỳ mát nha chị. Và chúng ta sẽ cùng nhà đất Bá Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Mỗi nhà thì có một cây lộc vườn rất là mát phía ngoài này. Căn nhà mình nằm là căn nhà chính giữa trong bộ 5 căn nhà phố này. Ngang 5 sâu 14m nha. Một trệt một lửng 4 lầu, rất cao lầu. Sẽ có một lớp cổng sắt CNC và một bộ cửa nhôm xi pha ở đây. Và phía bên trong thì sẽ là khu vực gara đậu ô tô và phòng bếp. Có tặng lại full nội thất, sofa, bàn ăn, trên thì có giường đệm, máy lạnh. Đây chúng ta có thể đậu xe hơi, được ốp sàn gạch 80 và được đổ bê tông bên dưới. Chúng ta thoải mái đậu xe hơi đây nha. Và trong đây thì sẽ là khu vực cầu thang. Cầu thang làm cầu thang đứng. Nhà ngang 5 làm cầu thang đứng, ốp đá kim sa và tay vịn gỗ vỏ đỏ làm sắt CNC. Mẫu nhà rất đẹp nha anh chị. Thiết kế kiểu tân cổ điển cực kỳ đẹp luôn, rất là hoành tráng. Đây chúng ta có một bộ sofa, một bộ bàn ăn, có tặng lại máy lạnh 2 ngăn và tủ rượu của kèm với tủ quần áo và tủ bếp. Dưới thì được làm một cái tiểu cảnh, có kệ tivi ở dưới gầm cầu thang. Một siêu phẩm nhà thiết kế rất đẹp, rất là sang trọng. Giá tiền chỉ có 7 tỷ 950 triệu thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy nhanh tay gọi về nhà Bá Hưng nha. Di chuyển vào trong đây thì chúng ta sẽ đến với giếng trời và một nhà vệ sinh. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha anh chị. Nhà thì trang trí rất đẹp. Căn nhà này có cửa sổ phía sau, cũng như là đối diện sân bóng, một nơi lý tưởng để chúng ta kinh doanh.
rất là sầm uất, rất là vui và nhộn nhịp, đông người qua lại. Ta cùng em di chuyển lên tầng lực nhé. Con đường thì mới trải nhựa đẹp rồi, đường rất là đẹp luôn, vị trí cực kỳ tuyệt vời cho anh chị nào đang có nhu cầu mua để ở nhé. Kinh doanh cũng được, có 7.950.000.000 thôi và chỉ còn duy nhất một căn thôi nha. Khu vực tầng lửng thì chúng ta sẽ được làm tủ rượu này. Đấy, tầng lửng trên thì được làm trần sơn nhú vàng, làm thạch cao. Đây có làm sẵn đường máy lạnh. Và di chuyển lên trên sẽ có mỗi phòng 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nha. Nhà cũng rất là tuyệt vời luôn. Cửa gỗ tự nhiên này, toilet riêng từng phòng. Khu vực phòng ngủ thì chúng ta có giường nệm, bàn trang điểm, máy lạnh đầy đủ hết luôn. Ban công đúc 1m2, vẫn như những căn nhà khác thôi. Khu nhà mình thì rất nhiều cây lộc vừng, xanh mát luôn nha. Rất nhiều cây lộc vừng đối diện với sân bóng, sân bóng đá và mấy quán cà phê cũng như quán bia luôn. Ở khu vực nhà mình thì có thể kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề, rất là sung nha anh chị. Toilet riêng từng phòng, toàn bộ nội thất gỗ ăn cường, tủ quần áo, kệ tivi, giường gỗ ăn cường hết luôn, bồn cầu khối inox này, vách tắm kính, gạch ốp cao lên hết tường luôn. Toilet riêng thì lấy phòng nó giống nhau thôi, có cửa đằng sau luôn. Đấy, giường nệm đầy đủ nha, tủ âm tường. Đấy, rất là tuyệt vời. Nếu ta mua được một căn nhà vị trí đẹp, đường rộng như này, giá chỉ có 7.950.000.000 thôi. Đây, chúng ta di chuyển về sân bay đi khoảng tầm 5 phút đồng hồ thôi nha. Nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 15 Gò Vấp, gần với ngã tư đường Lê Đức Thọ và đường Nguyễn Oanh nha. Trên này cũng được làm giống y luôn này. Giống y luôn nha anh chị. Toilet thì cũng được đưa về trong góc đây, cũng giống như bên dưới thôi. Di chuyển lên trên sẽ đến với phòng số 5 và một phòng thờ. Phòng số 5 thì sẽ không có nội thất. Đây, phòng này thì rộng hơn và chưa có nội thất nha anh chị. Năm phòng ngủ, 6 vệ sinh. Bên đây là phòng thờ nha. Căn nhà đường thông rất là đẹp luôn. Mặt tiền kinh doanh buôn bán. Đấy, và trên sẽ là khoảng sân thượng. Mọi người đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để xem những video mới của nhà Bắc Hưng. Sân thượng này có tặng lại bộ bàn ghế đá ở đây. Sân thượng rất rộng, rất là rộng nha. Có cầu thang cho ta di chuyển lên trên. Khu nhà đồng bộ làm theo kiểu tân cổ điển, bán hết rồi, chỉ còn căn duy nhất thôi. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.